Chúng ta làm câu 3.2. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Đà Nẵng 2023-2024. Đề như sau. Đơn chất X được cô lập lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 6 năm 1886 ở Paris và góp phần mang tới giải Nobel hóa học năm 1906 cho người điều chế được nó. Tên của nguyên tố theo tiếng Latin có nghĩa là chảy. X là nguyên tố đứng thứ 13 về mức độ phổ biến trong vỏ trái đất. Trong tự nhiên, nó được tìm thấy ở ba dạng khoáng chất, trong đó đáng chú ý nhất là khoáng chất A, một hợp chất gồm hai nguyên tố canxi. Là như vậy, trong A này nó có hai nguyên tố canxi Ca2. Tiếp tục, phản ứng của A với axit sulfuric đặc thì sinh ra khí B. Khí B là phương pháp điều chế khí B trong công nghiệp. Có chứa nguyên tố X. Cho A này tác dụng H4 đặc nóng rồi hấp thụ toàn bộ, thu được nồng độ, các phần sẽ là hoàn toàn xác định. Một câu hay, câu lạ quá luôn. Đó, mấy đứa thấy đề thi chuyên chưa? Bây giờ chúng ta để hiểu đề như thế nào, nói nghe xem. Được chưa mày? Rồi bây giờ trong này người ta nói là gì? Có nghĩa là chảy, đúng không ạ? Tên nguyên tố X có nghĩa là chảy. Trong tự nhiên, X tìm thấy ở ba dạng khoáng chất, trong đó đáng chú ý nhất là khoáng chất A. Mà trong A này người ta cho chúng ta đó là gì? Chưa mấy canxi, chưa hai nguyên tố canxi. Phân của A với axit sulfuric đặc thì sinh ra khí B, phương pháp điều chế B trong công nghiệp, có chứa nguyên tố X. Rồi các bạn có hiểu đề không ạ? Bạn làm cách nào để chúng ta tìm được kia thì chúng ta phải hiểu cú đề đã. Anh thầy ơi, cái này nó cứ là một hợp chất hai nhân tố của canxi chứ đâu phải là hợp chất có hai Một nguyên hợp tử chất hai nguyên tố nguyên tố của canxi. canxi à, chưa biết. Mà nguyên nguyên tố này có tên là, đây có nghĩa là chảy. Tiếng Latin chảy đây nó là nguyên tố nào các bạn có biết không? Flor. Sao mình biết nó là flo? Dạ, tiếng Latin nó là flor ua gì thế. Đúng rồi đó, chính xác, nó là có nghĩa là chảy. Rồi tiếp tục, trong này có hai nguyên tố đúng không? Như vậy trong này có hai nguyên tố và một hợp chất của hai nguyên tố của canxi. Như vậy ở đây nó sẽ là gì? Chúng ta phải là CaF2 không? Canxi hóa trị 2, Flo hóa trị 1. Hiểu vấn đề không em ơi? X là Flo, được chưa nào? A là CaF2. Được chưa em nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta đến ấy này. Khi cho A tác dụng với H4 đặc nóng, đúng chưa? Phản ứng của A với axit sulfuric đặc nóng thì nó sinh ra khí B. Khí B được điều chế trong công nghiệp. CaF2 cộng cho H24 đặc nóng. Ở đây chúng ta sẽ tạo thành CaS4 cộng cho HF. Được chưa em nhỉ? Như vậy ở đây chúng ta sẽ thu được khí B. HF là khí em nha. Khí B là đây. Có kiến gì không em ơi? Không. Rồi tiếp tục. Tiếp theo chúng ta là xác định A ở đây X đã có, A đã có, B đã có. Rồi xong nha. Viết phương trình điều chế khí B. Rồi xong rồi này. Thấy chưa? Tại sao cần phải tinh chế triệt để các nguyên tố có chứa, các nguyên liệu có chứa, nguyên liệu đầu có chứa SiO2. Các bạn hiểu đề không ạ?
Cái nghĩa là nguyên liệu ban đầu á, là nó có chứa chất X này, đúng không em? Và cái hiểu đề không mà. Đây này, cho A phản ứng với H4 đặt rồi nóng nóng này, hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 1 lít nước, thu được dung dịch có nồng độ dạng này. Rồi, các phương sẽ là hoàn toàn. Như vậy ở đây chúng ta có thể, đây là mình lặng đang đang nếu ở đây mình dựa ở đây thì cái dự kiện kia nó thừa mất em. Nên tốt nhất là ở đây chúng ta, đây là chúng ta hiểu thôi. Còn đúng hơn là chúng ta phải trình bày nó ra bằng được kìa. Hiểu không em ơi? Các bạn hiểu tôi nói không nhỉ? Hiểu ạ. Bây giờ chúng ta này, chúng ta đọc đề nghị này. Đây, người ta cho gì? Cho chất A phản ứng với H4 đặt nóng rồi hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 1 lít nước được dung dịch có chừng đỏ nồng độ. Như vậy đây mình sẽ có như thế này. Chúng ta gọi hợp chất A là gì? Hợp chất của canxi với một nguyên tố canxi hóa trị 2, thằng kia chưa biết. Từ giờ cho hóa trị là N đi. Được chưa? X hóa trị N. Như vậy chúng ta là CaN2. CaNX2 được không ạ? Chúng ta đi tới dùng với H2SO4 đặt nóng. Chúng ta phải tìm ra bằng cách này này. Còn cái này là chưa đúng đâu. CaSO4 này cộng cho HX nè. 2N vô đây. Đây N là đủ. Rồi. À, chúng ta tính được bon HX chứ nè. Đúng không em? Khi hòa tan X vào nước thì thu được dung dịch có chứa chừng đó. Em lấy 1 em nhân cho 0,10147. Nó sẽ bằng 0,0147 mol. Nhưng mà bên kia chúng ta chia cho 2. Tính cho thầy bằng nhiêu? Nhanh em. 0,00735. Chia cho n. Ta có 40n cộng 2x bằng 0,5 733. Rồi, chúng ta chia cho 0,00735 để chia cho n. Từ đây bạn tính cho thầy x bằng bao nhiêu n. Rồi, suy ra x, suy ra n thôi. Thế em. Các bạn tính giúp thầy coi. Cho n x bằng 1 đây, n 1 đây. Bao nhiêu em? Đây mình tính được nó là bằng 19 em ha. 19n. Và ở đây n sẽ bằng 1 và thằng này bằng 19, đó là phờ lo. Được chưa Trung ơi? Còn đây là chưa đúng không nghe Trung? Dạ vâng. Vì nó cho đủ dự kiện để chúng ta tìm ra mà. Như vậy phương trình điều chế này. Chúng ta có CaF2 để tác dụng với H2S4 đặt nóng. Chúng ta thu được CaS4 cộng HF. Thì cho mời. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta xác định được X là phờ lo rồi. Được chưa? A là CaF2, B là HF. Rồi người ta đọc đề là kỹ này. Tại sao cần phải tinh chế triệt để các nguyên liệu? Được chưa? Đầu có chứa SiO2. Bạn hiểu đề không ạ? À, chúng ta biết là cái trong cái hai trong cái chất cơm mà chúng ta thu được sau phản ứng đấy là có HF và gì em ơi? HF là HF đúng không em? HF và gì? SiO2. Thì cái SiO2 chúng ta sẽ ăn mòn thủy tinh, được chưa em? Hiểu không ạ? Sao SiO2 là ăn mòn thủy tinh? À, quay xin lỗi, HF sẽ ăn mòn thủy tinh là tác dụng với SiO2 đấy.
và khi đó nó sẽ tạo ra SiF4 cộng cho H2O. Và khi đó là gì? Chúng ta sẽ có lẫn tạp chất đó là SiF4. Các bạn hiểu không ạ? Rồi chúng ta cần phải tinh chế triệt để nguyên liệu đầu vào có chứa SiO2, vì sao? Chúng ta ghi rõ này, cần tinh chế nguyên liệu đầu vào chứa SiO2. Chế SiO2, vì sao ạ? Vì gì? Vì sản phẩm chúng ta tạo thành HF đúng không em? Sẽ tác dụng với SiO2. Theo phương trình đó là gì? SiO2 này cộng HF. Cái này bạn nào học có lý thuyết vô cơ mà thầy có dạy thì có nói cái thằng này rồi. Ở đây em sẽ tạo thành SiF4 cộng cho H2O cân bằng, thì đây là 4, bên này 2 nước. Được bạn ơi. Như vậy là gì? Khi đó chúng ta sẽ có gì? Khi đó là chúng ta sẽ có lẫn tạp chất là gì? Lẫn tạp chất là SiF4, em hiểu vấn đề không ạ? Cái kiến gì chỗ này không ạ? Là không. Là thế thôi. Câu B. Hiểu không Lê ơi? Dạ em hiểu rồi. Rồi chúng ta đến câu B này. Các hợp chất của nguyên tố X được sử dụng rộng rãi trong đời sống thường ngày. Lấy hai ví dụ. Bạn nào lấy được nào? Cái này mình biết không ta? Rồi, câu B này, hai ứng dụng của nó. Đó là gì? Hợp chất CF2, CF2. Tất cả n lần. Tên khoa học nó là TFLN. Đây là hợp chất hữu cơ. Hợp chất này là có trong thành phần của chảo chống dính. Được chưa em? Và dùng trong chảo chống dính. Được chưa? Có trong thành phần của chảo chống dính. Và đây là thành phần chống dính luôn em nha. Các bạn có ý kiến gì vào này không ạ? Không ạ. Rồi, ứng dụng thứ hai là gì? HF. HF nó ăn một ít, nó các hàng các kim loại. Không phải hàng cắt kim loại mà nó là gì? Dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh. Được cho em. Dạ thầy ơi. Xem. Muối em nhớ là muối natri fluoru là được dùng trong thuốc sâu răng đúng không thầy? Thuốc chống sâu răng. Đâu, CaF2 em. Rồi tiếp tục. Nó dùng để khắc hình các chữ lên thủy tinh là do sẽ ra phương trình đây này. Các bạn hiểu không ạ? Đây. Còn gì nữa, một cái thứ mình biết nữa đó là gì? CF2. Được chưa? Có trong đâu? Có trong thành phần của kem đánh răng. Rồi có ý kiến gì nữa không em?